Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. Từ thành công của cuộc diễn tập này cho thấy Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sát với thực tiễn địa phương. Với mật danh DNA21, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp có một phần thực binh năm 2021 của thành phố Đà Nẵng chia làm 3 giai đoạn: chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang thành phố vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Quá trình thực hiện, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quán triệt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Chính phủ để chỉ đạo, điều hành cuộc diễn tập sát với điều kiện thực tế của địa phương, được Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đánh giá tốt. Thì Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo diễn tập Đà Nẵng, trong đó có nhiều cái nội dung mới, thiết quân lục, lệnh giữ nghiêm theo luật quốc phòng, cũng như là cái nghị định 02 và cái thông tư 140 của Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để cơ động các cơ quan, khối đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ra khu vực, khu căn cứ chiến đấu mô phỏng để làm công tác chuẩn bị và chỉ đạo ở các cấp để thực hành nhiệm vụ chuẩn bị cho chiến tranh. Được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 giao cho nhiệm vụ thực binh thiết quân luật, giới nghiêm, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 315, Quân khu 5 đã chỉ đạo Trung đoàn 143 hiệp đồng chặt chẽ cùng Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức lực lượng, phương tiện luyện tập chặt chẽ. Các bộ phận thực binh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, vũ khí trang bị, triển khai đúng kịch bản, khoa học, vận dụng linh hoạt cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành theo luật định và các văn bản hiện hành, thể hiện sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tập trung giải quyết những vấn đề nhạy cảm trong tình hình hiện nay, làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận, thực tiễn và đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Qua cái nhiệm vụ lần này, thì đơn vị cũng rút ra được một số cái bài học kinh nghiệm. Qua đó thì sẽ tiếp tục nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của trên, của Bộ và cái nghị định của Chính phủ để tiếp tục triển khai huấn luyện, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, cơ quan, chỉ huy các cơ quan đơn vị để sẵn sàng cơ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố khi có lệnh của quân khu. Trong quá trình diễn tập, các khung tập nắm chắc nguyên tắc lý luận và thực tiễn, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp trong các giai đoạn chuyển trạng thái quốc phòng của địa phương, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, lực lượng thực binh bắn đạn thực, nắm chắc nguyên tắc tác chiến phòng thủ, hiệp đồng các quân binh chủng chặt chẽ, tổ chức thực binh đạt mục đích yêu cầu đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Qua cái cuộc diễn tập này cho thấy rằng chúng ta tiếp tục củng cố thêm lý luận về diễn tập phòng thủ cũng như là cái việc xây dựng cái thế trận phòng thủ nhân dân trong tình hình mới. Đặc biệt qua đây cần phải bổ sung thêm các phương án về phòng thủ trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nhất là cái việc nâng cao cái nhận thức của cấp ủy và các cơ quan chính quyền, đồng thời tiếp tục phải có những cái giải pháp để củng cố chắc cái thế trận phòng thủ, xây dựng cái lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Đà Nẵng cũng đã có nhiều chủ trương, biện pháp vừa phòng chống dịch hiệu quả. Thành công của diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 cho thấy sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố trong xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị của địa phương, giúp Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, phát triển cả về lý luận và thực tiễn, thực hiện thắng lợi quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.